tần số tình yêu. Những mối liên duyên thú vị. Em thấy anh giống con rể má em. Hôm nay anh sẽ dắt một người về. Cậu không cần phải dắt ai hết, cậu ngồi đó tớ dắt cậu về. Những trải nghiệm tuyệt vời. Anh thấy là nên vịn cái tay lại đó chứ thôi té. Rồi, vậy cũng được. Cùng lắng nghe điều trái tim muốn nói. Anh là người sống gia đình. Có bao giờ anh nghĩ tới sẽ gây cái áp lực cho cái người mà anh yêu thương không? Đón xem tập 6 Tần số tình yêu phát sóng lúc 21:35 thứ 6 ngày 9 tháng 4 trên kênh HTV7.